Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu giải pháp thi công sàn cho công trình kết cấu thép bằng tấm sàn bê tông nhẹ của Nusegur. Tấm sàn này dày 1,5m, dày 10cm, cấu tạo bê tông MBS đồng nhất cùng lớp cốt thép cường độ cao phi 4. Đây là công đoạn các tấm sàn được ghép sát lại với nhau mà giữa các tấm chưa có keo liên kết. Sau khi giải tấm xong, công nhân sẽ tiến hành trộn keo liên kết. Sau đó là quá trình công nhân trả một lớp keo liên kết mỏng để làm kín mạch. Sau đến 8 tiếng sau, công nhân sẽ dùng thiết bị chuyên dụng để vệ sinh mạch trước khi rắc keo liên kết. Tiến hành đặt chốt thép tại các vị trí liên kết. Tiếp theo công nhân sẽ tiến hành rắc keo liên kết vào mạch giữa các tấm. Cuối cùng là công tác thi công hoàn thiện, chống thấm, cán nền, ốp lát gạch hoặc giải thảm theo thiết kế. Quý vị thấy giải pháp này của Nusegur như thế nào? Hãy để lại bình luận ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại trong các clip tiếp theo.